Màn rèm hạt nhựa Thịnh Phát xin chào quý vị và các bạn. Chúng tôi chuyên cung cấp các sản phẩm rèm hạt nhựa, rèm hạt gỗ, phân phối xỉ lẻ toàn quốc. Quý khách hàng có nhu cầu xin liên hệ số điện thoại 0969 233 186. Màn rèm hạt nhựa, màn rèm hạt gỗ được làm theo nhiều kích thước yêu cầu. Chúng tôi xin giới thiệu với các bạn, ở đây là một mẫu màn rèm hạt nhựa khúc cà phê được sử dụng nhiều để trang trí bàn thờ, phòng khách. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.